Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người. Cả nhà có con ở Cố Loan ở Sơn Trà Đà Nẵng ạ. À, đây là cá bị tai biến 3 năm, bị liệt nửa người và liệt cánh tay phải, liệt cánh tay phải 3 năm. Và đây là cái cá mà hệ thống của chúng ta trực tiếp điều trị, và cái cá mà cả hệ thống đã đi khám liên tục 4 đến 5 lần mà nghe nhắc. Sau 2 năm bây giờ ngày hôm nay có duyên được gặp lại cô. Thì khi đến vào nhà cô nhìn thấy cô rất là khỏe, và tay chân của cô đã là vẫn cứ giống như ngay những ngày mà mình được cả hệ thống điều trị thân công vào nghe nhắc, thì rất là vui mừng luôn mà nghe nhắc. Và cô đợt này vào gặp cô thì cô là tươi tắn hơn, hồng hào hơn, vui vẻ hơn mà nghe nhắc. Và sau khi hỏi á, sau quả một buổi hỏi một sau khi hỏi á, thì cô bảo là từ ngày mà cô cảm thấy đỡ bây giờ thì cô không sử dụng chúng ta xương khớp, và cũng không bôi bọc luôn rượu sữa xoa bóp xương khớp mọi người nhá. Và cô nói là cô thấy đỡ rất là nhiều và khỏi đến 90%. Và bây giờ tay của cô đã vẫn cử động này, vẫn từ mở này. Cô Loan thở, đưa tay lên cho con có rồi cô Loan. Đấy, cô Loan đưa tay lên này. Đấy mọi người nha, và cái ngón tay này là đã mở được những cái nắp ra, những cái dụng cụ gia đình của mình. Cô cười rất là tươi mọi người ạ. Những lần trước cách khi mà điều trị cô lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là cô chưa tin tưởng, và khi quá là cô rất là buồn mọi người nha. Nhưng bây giờ quá là vừa mới bước vào thôi là cô đã là bảo là nhớ, và hỏi luôn cái cặp mà đã bán thuốc cho cô là bây giờ làm đi ở đâu. Và cô Loan ơi, từ khi mà sử dụng người tay chương xóa bọc xương khớp này là đã dừng lại 2 năm rồi đúng không? À 2 năm là từ ngày đó đến bây giờ là cô không sử dụng lại thuốc này. À và tay của cô vẫn cứ là hoạt động như thường, vẫn cảm thấy là đỡ đến 90%. Cũng cảm ơn cô rất là nhiều cô nha. Và trong cái quá trình này ấy, thì tay của cô thì vẫn là hồng hào mọi người này, mọi người như thế ạ, hồng hào này, không queo quắt giống như trước này, hồi trước là mở cũng đau luôn này, và bây giờ thẳng là rất là dễ dàng này. Và tiếp tục cả sáng nay là có cả tổng giám đốc công ty này, rồi mình là rồi cả chị Nga này, ai cũng khuyến cáo cô là trong quá trình này cô tiếp tục bôi bọc xoa bọc xương khớp, bôi bọc, và cô bị huyết áp cao cho nên không uống cao được, nhưng mà bôi bọc xương khớp nữa ấy, thì tái chân của cô nó sẽ là rất là uyển chuyển và mềm mại luôn nhá. Đây là một cái ca điều trị cao xương khớp, và bữa bảo xương khớp được gọi là rất là thành công mọi người nhá, rất là thành công. Và bệnh nhân đã không tái phát bệnh trở lại sau 2 năm, sau 2 năm dư thuộc mọi người nhá. Đây là một cái ca rất là vi diệu. Cảm ơn cô Loan rất là nhiều, và con chúc cô có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc trong năm mới, năm 2021 cô nhá. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô Loan ơi, cô chào mọi người này. Cô chào mọi người đi cô Loan ơi.